Số Việt Điều, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video YouTube của Số về Ở góc phải video này cũng một nút đăng ký màu đỏ. Xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó ấn vào chuông là quý vị và các bạn đã đồng hành cũng như ủng hộ số bằng cách đăng ký kênh và sẽ nhận được những video, những clip mới nhất số bên cạnh của tôi quý vị và bạn. Và video ngày hôm nay em hân hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn đôi loa JBL model Century thẳng hàng. Đây là một đôi loa có sẵn hàng tại viettel audio vừa cập bến với hình thức là đang còn nguyên e căng mút và e căng nó đang có hiện tượng là nó bị cũ theo thời gian và nó bị mềm nó bị nhũng một chút ở chiếc loa phía bên trái màn hình của quý vị và bạn còn lại thùng loa và tuyến loa thì đẹp xuất sắc đây là một trong những đôi loa bán chạy và top 5 đôi loa có ảnh hưởng trong giới audio file trên toàn thế giới đây là một đôi loa xứng đáng để anh em sưu tầm và tuyển chọn và chơi Thì ở video ngày hôm nay Chắc không cần giới thiệu quá nhiều về um, Ruột gan cũng như là Cái chất lượng âm thanh của đôi loa này Thì em xin đi chi tiết vào đôi loa này về hình thức Của đôi loa này để anh em có thể tham khảo và có thể trải nghiệm Hiện tại đôi loa này có mức giá Tại Viettel Audio là 38,5 triệu đồng cho đôi loa có e căng mút như thế này Và sau đây Đôi loa này có điểm gì đặc biệt và có xứng đáng với mức giá đó không thì xin mời anh em quan sát kỹ đôi loa và cho em ý kiến đánh giá đóng góp bằng cách comment ở phía dưới phần bình luận của video. Và mời anh em cùng quan sát chi tiết về đôi loa này. Đầu tiên về vỏ gỗ thì đôi loa này có vỏ gỗ lạ rất là đẹp. Đấy, vuông thùng sắc cạnh. Thùng nó còn mộc mạc chưa hề spa nhé. Đấy, vừa về tại shop em, đó rồi đây là e căng anh em đã có thể quan sát rồi Thì em xin phép là mở e căng ra, đó, đây tiếp theo là phía bên trong loa, anh em cùng quan sát này, đây đôi loa có tiếng loa rất đều rất đẹp tất cả các loa đều căng okay, nguyên bản Đấy, em sẽ đưa lại gần cho em cùng quan sát nữa. đó và tiếp theo là chiếc loa bên này em cũng sẽ mở căng ra để anh em có thể dễ dàng quan sát hơn nữa đó đây mời anh em quan sát này và đây là chiếc loa bên phải của anh em đó. và anh em chú ý này, đôi loa này là mô đen L100 Centuri thẳng hàng nhé và anh em lưu ý để tránh bị nhầm lẫn thì cái dòng phiên bản thẳng hàng thì đầu tiên ba loa nằm thẳng hàng rồi và cái phân tần cái tem zin thì cái phần chiết áp điều chỉnh của bát và chép xin lỗi điều chỉnh của chung và chép nó chỉ có thể điều chỉnh trừ đi cái âm lượng của loa chung và loa chép thôi còn ở Senduri xéo hàng thì nó có cả tăng và giảm âm lượng của chung và chép anh em nhé anh em lưu ý đấy là điểm đầu tiên và đôi loa này có một điểm đặc biệt anh em có thể lưu ý CD ở đây seri ở đây là 19738 đó và seri của chiếc bên này là 19739 đó một cặp loa có seri liền kề rất đẹp rất keng hai tuyến loa đều tăm tắp nhau còn nguyên ế căng mút để anh em có thể chơi và siêu tầm rất xứng đáng để anh em chơi và trải nghiệm và đây đôi loa này anh em có thể phối ghép với rất nhiều dòng âm ly như là lúc man rồi là anh em phối ghép được những dòng max sinh tốt hoặc âm thị đèn nó cũng rất phù hợp cho anh em chơi và trải nghiệm và mọi nhu cầu mua sắm tư vấn phối ghép miễn phí cũng như giao lưu các sản phẩm audio xin mời anh em liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại trên tấm biển hoặc có thể trực tiếp qua số em trải nghiệm em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi